1.5 suy giảm trọng số. Chúng ta đã mô tả xong về quá khớp trong video trước. Giờ ta có thể tìm hiểu về kỹ thuật điều chuẩn trong việc điều chuẩn mô hình. Nói lại rằng là chúng ta luôn luôn có thể giảm tỷ lệ quá khớp bằng cách thu thập các dữ liệu huấn luyện. Trong thời ngắn hạn thì giải pháp này không khả thi lắm. Nó quá tốn kém thời gian, lãng phí mọi thứ nguồn lực và những thứ ở ngoài khả năng chúng ta. Hiện tại chúng ta có khả năng giả dự rằng sẽ thuộc vào lượng đủ tốt dữ liệu chất lượng mà ta sẽ tập trung vào điều chuẩn rồi, coi như đã qua đâm liệu coi số rồi. Nói rằng trong ví dụ về fitting đường cong đa thức thì chúng ta phải giới hạn năng lực của mô hình và việc đơn thuần điều chỉnh hệ thống bậc đa thức. Tất nhiên giới hạn số đặc trưng là một kỹ thuật phổ biến để tránh hiệu quá khớp. Tuy nhiên là việc đơn thuần loại bỏ các đặc trưng để hơi quá mức cần thiết. Chúng ta có lại ví dụ về đường khớp công thức. Hãy xét điều gì xảy ra với đầu vào nhiều chiều. Ta mở các thức cho dữ liệu đa biến bằng cách thêm các đơn thức, hay nói đơn giản hơn là thêm tích của các lũy thử các biến. Bậc của một đơn thức là tổng của các số mũ, ví dụ như là x mũ 2, 1, x 2 và x mũ 3, x 3, x 5 mũ 2 đều là bậc 3. Lưu ý rằng số đơn thức d tăng cực kỳ nhanh theo d. Với k biến, số đơn thức bậc d là tổ hợp của k trừ 1 của chập k trừ 1 trên k 1 trừ d. Đây tổ hợp nhé, đây tổ hợp. Chỉ một thay đổi nhỏ số bậc từ 2 đến 3 cũng làm tăng độ phức tạp của mô hình và chóng mặt. Do vậy chúng ta cần cung cấp tốt hơn để điều chỉnh mức phức tạp của hàm số. Ta hiểu gì nào? Cách đầu tiên là điều chỉnh chuẩn phương. Suy giảm trọng số hay được gọi là điều chỉnh L2 có thể là một kỹ thuật được sử dụng nhất để điều chuẩn các mô hình học máy và tham số. Kỹ thuật này dựa trên một quan sát cơ bản. Tất cả hàm F với F bằng 0 là giá trị không có đầu vào là hàm dễ nhất mà ta phải đo độ phức tạp của hàm số bằng khoảng cách giữa nó và không. Nhưng cụ thể là đo khoảng cách giữa một hàm số với một số không như thế nào? Có nhiều câu hỏi, nhiều cách trả lời. Trong thực tế, có những nhánh toán học dành riêng cho câu trả lời này, bao gồm một vài những con của giải thích hàm và lý thuyết không gian Mallet. Thì ra cái này nó quá xa. Thấy khả năng học những cái con Mallet thì chưa? Thì chúng ta không phải là làm này. Nha. Một cách đơn giản để đổi phức tạp của biến tính f với fx bằng là v kép chuyển vị nhân với x là dựa vào chuẩn của các thay trọng số như là chuẩn của v kép ạ. Phương pháp này phổ biến nhất và đảm bảo rằng ta sẽ có một các thay trọng số nhỏ là thêm vào chuẩn của nó đóng vai trò như thành phần phạt và biểu thức bài toán cực tiểu hóa và mất mát. Do đó ta thay thế mục tiêu ban đầu là cực tiểu hóa mất mát dự đoán cho huấn luyện là mục tiêu mới là cực tiểu hóa tổng của hàm mất mát dự đoán và thành phần phạt. Bây giờ nếu với tới trọng số tăng quá lớn, toán học sẽ tập trung giảm thiểu chuẩn trọng số, tức là chuẩn chuẩn này v kép mà thay vì giảm thiểu lỗi luyện đó chính xác thì ta muốn để minh họa với dòng mã, hãy xét lại ví dụ hồi quy tuyến tính trong mục 3.1. ở đó hóa mất như sao? Đây tất mát này là 1/n tổng của n 1/2 này là hệ số rồi, đúng không? Cái ghép t y cộng b trừ y, đây là cái quan sát được này, đây là cái quan sát, đây là cái tính được. Nhắc lại x y là quan sát, y là cái nhãn và b ghép b là lựa trọng số và điều chỉnh của nó. Đây phạt độ lớn của các trọng số bằng cách nào đó ta phải cộng thêm cái f thêm cái chuẩn của nó và mất mát. Nhưng mô hình trên đánh đổi hàm mất mát thông thường với thành phần phạt như thế nào? Trong thực tế, ta mô tả sự đánh đổi này thông qua hàm điều chỉnh lambda lớn hơn không một siêu tham số không âm mà ra khớp bằng cách sử dụng dữ liệu kiểm định sẽ có này. Xong này cộng tiêu này nó lên 2 này. Với lambda bằng không thu lại hàm mất mát gốc với lambda lớn hơn không có giới hạn độ lớn của v kép
Nếu bạn tính ý tự hỏi tại sao bạn chuyển bình phương hoặc chuyển thông thường hoặc lại lịch. Ta điều này để thực hiện thuận tiện cho tính toán bằng các bình phân chuyển L2, ta khử được căn bậc 2 chỉ lại còn tổng bình phương của từng thành phần vectơ trọng số. Điều này giúp tính đạo hàm của phần phạt dễ hơn tổng các đạo hàm bằng tổng hoặc đạo tổng. Hơn nữa, chúng ta hỏi tại sao bình chuẩn L2 và chuẩn L1. Trên thực tế, ngành thống kê các lựa chọn khác đều hợp lệ phổ biến. Trong các mô hình tuyến tính được điều chuẩn L2 tạo thành thuật toán hồi quy, regression. Hồi quy tuyến tính được điều chuẩn L1 cũng là một mô hình cơ bản trong thống kê, mô hình Lasso. Một cách tổng quát, L2 chỉ là một trong vô số các chuẩn được gọi chung là chuẩn P. Sau này gặp lại một số chuẩn như vậy, đại khái như là thông thường một chuẩn P, chuẩn LP định nghĩa là V kép mũ P. Và này, một lý do để sử dụng các chuẩn L2 thì nó phạt nặng hơn những thành phần của vectơ trọng số. Điều này khiến thuật toán học thiên vị các mô hình vectơ trọng số được phân bố đồng đều cho một lượng lớn các đặc trưng. Trong thực tế, điều này có thể giúp giảm ảnh hưởng từ lỗi do đường đo lường từng biến đơn lẻ. Ngược lại, lượng phạt là một hướng đến mô hình mà trọng số chỉ tập trung vào một số lượng nhỏ đặc trưng. Việc cập nhật cái stochastic gradient descent hồi quy được chuẩn hóa L2 như sau. Việc kép hay bằng 1 trừ đi hàng ngày được rồi, lambda kép trừ đi này. Rất tuyệt vời không này. Trước đây ta gọi nhận đây kép từ yên hiệu của giá trị lượng lượng và giá trị bảo sát được, tuy nhiên sẽ thu nhỏ đối với kép về không. Đó là tại sao pháp này gọi là sự suy giảm trọng số. Nếu chỉ có số hạng phạt thuật toán tối ưu sẽ suy giảm các trọng số tại ở mức quan niệm. Trái ngược với việc đặc trưng, suy giảm trọng số cho ta một cơ chế liên tục làm thay đổi phức tạp của f. Giá trị lambda nhỏ tương ứng với việc v kép không bị ràng buộc, còn giá trị lambda càng lớn thì ràng buộc mới càng đáng kể. Còn việc có nên thêm lượng phạt tương ứng bề bình phương hay không thì phải phụ thuộc vào cách lập trình, có thể khác nhau giữa các tầng của mạng neuron. Thông thường ta không điều chỉnh hệ số điều chuẩn điều chỉnh tại lần đầu ra của mạng, đầu ra trong khoảng cách. Rồi thế là hồi quy tính nhiều chiều. Ta phải minh họa các ưu điểm của suy giảm số so với đặc trưng thông qua việc đơn giản với dữ liệu tự tạo. Đầu tiên ta tạo dữ liệu giống như trước đây. Này. Sự lựa chọn nhãn và nên tính của các đầu vào biến dạng bởi nhiễu Gauss với trung bình bằng 0 và phương sai bằng 0,1. Thấy không? Không có này. Để làm hiệu ứng việc quá khớp rõ ràng, ta tăng số chiều của bài toán lên D hàng 200 và làm việc với tổng hợp nhỏ gồm 20 mẫu. 20 mẫu mà này hơi lớn quá nhỉ. RF plan. Rồi, tạm biệt.